Hello xin chào các bạn nha thì hiện tại mình đang có mặt ở Kiên Giang thì bữa nay là ngày 2 tháng 3 năm 2024 mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan cũng như là các loại thu mua tây dường thì hiện tại giá xài Đài Loan thu mua tây dường xài xanh xanh nhất là 9.000 xanh nhì là 4.000 xài vàng vàng nhất là 10.000 vàng nhì là 5.000 thì giá xài Đài Loan tiếp tục nó giảm nữa các bạn ơi Còn riêng à, về xài cát quả lọc mua xô tại vườn thì à, Hiện tại là mua khu vực Cao Lãnh đồng Tháp là xô 3 trái 1 ký giá dao động từ 25 cho tới 28 ngàn còn mà à, Ngoài tỉnh à An Giang hoặc là Cần Thơ các bạn thì có thể là giá nó sẽ thấp hơn thì uh, anh em gì vườn nào mà cần bán thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ghiêm trên màn hình nha các bạn các chu thì bữa nay nó tiếp tục giảm các bạn các chu còn có 19 20.000 à đó giá thu mua tại vườn nha thì uh, bữa nay mình uh, có chuyến chào hàng về Kiên Giang thì uh, sản phẩm uh, mới bên mình là uh, nói chung túi rất là bóng ok nha các bạn. Mình uh, mình quay trở lại uh, Kiên Giang thì sau uh, cũng sau vài tháng về các bạn. Đó. Còn xài uh, đại long đỏ thì vẫn là uh, loại 1 là 30, loại 2 là 10.000 thì cũng có dựa mua cao hơn nha các bạn, tùy theo người ta lấy màu như thế nào thôi. Nhìn chung xài mùa năm nay thì mình thấy cái lượng bông với trái nó ít các bạn ơi, Nhưng mà giá cả thì quá thấp. Đài Loan cũng thấp mà các quả lọc cũng thấp nữa hiện tại thì các lọc mình thấy xem sẽ... cũng còn khá là nhiều các bạn thì uh, bên cạnh cập nhật giá xài thì mình có bán túi ba xài uh, các loại nha uh, hiệu bạn nhà nông thì uh, mình cũng đi chào hàng khu vực uh, kiên giang các bạn đó thì uh, anh em nhà vườn nào cần thì cứ uh, liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha các bạn thôi xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo